Thời gian qua, để chạy đua phát triển thuê bao mới, các nhà mạng đã tung ra nhiều chương trình khuyến mại, đôi lúc là vượt rào các quy định quản lý của nhà nước, dẫn tới hiện trạng SIM ảo, SIM rác xuất hiện tràn lan và khó kiểm soát. Chính vì vậy, khi đưa 3 triệu số mới với 3 đầu số khá đẹp là 088, 089, 086, nhiều ý kiến cho rằng nguy cơ lại tạo thêm nhiều số thuê bao ảo, SIM rác là có thể xảy đến nếu các đầu số này không được quản lý một cách đồng bộ và chặt chẽ. Một trong các giải pháp cho vấn đề này, đồng thời cũng là yêu cầu của lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông đặt ra với các nhà mạng, chính là phải xây dựng các gói cước gắn kết, ràng buộc và ưu tiên cho thuê bao có nhu cầu sử dụng lâu dài. Thống kê mới nhất tại ba nhà mạng Vinaphone, Mobifone, Viettel cho thấy, chỉ trong tháng 2 vừa qua, các mạng đã phát triển mới được hơn 5 triệu thuê bao. Song cũng trong thời gian này, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết có hàng loạt sai phạm của nhà mạng trong các chương trình khuyến mại hay hành vi không cho đăng ký thông tin thuê bao trả trước hoặc đăng ký nửa vời. Sự chưa thật nghiêm túc này đã khiến cho hiện tượng tin nhắn rác, SIM rác vẫn diễn ra và tạo sự bức xúc cho người dân. Doanh nghiệp viễn thông cần cân nhắc khi đưa các chương trình kích cầu cũng như chính sách thu hút thuê bao mới. Đây là yêu cầu được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh trong liên tiếp các hội nghị do Ban Quản lý Nhà nước gần đây. Quản lý thuê bao trả trước, như nói phần trước, đây là cái lĩnh vực bức xúc trong xã hội hiện nay. Cái chế tài cũng rất nhiều, nhưng mà cuối cùng quán triệt để triển khai thực hiện nó chưa hiệu quả. Phải chăng chúng ta nên về chính sách, chúng ta có vấn đề, phải có chính sách làm sao của các ngay của các nhà mạng. Đấy, chúng ta có chính sách làm sao ưu tiên người trả nhà sau, có những chế độ ưu đãi hơn cho người trả sau để cho người trả trước mà người ta được tiện lợi cái kia. Nếu tiện lợi không phải đi đăng ký, không tiện lợi là không phải đến là đăng ký, không phải kê khai danh tính, thì bây giờ tôi kê khai danh tính, tôi đến đăng ký, tôi được hưởng rất nhiều ưu đãi, thì người ta sẽ đến. Một trong những động thái được coi là sửa sai của nhà mạng trước khi cung cấp hàng triệu thuê bao đầu số đẹp, được hiểu là song phát, phát lộc, phát vĩnh cửu ra thị trường, chính là sẽ không bán SIM mà cấp SIM kèm theo cam kết mức cước và thời gian sử dụng. Vinaphone chỉ đưa ra các cái mức giá cam kết, mức cước cam kết cho khách hàng sử dụng lâu dài và sử dụng mức cước cao. Và những cái số 088 thì Vinaphone chỉ đưa ra mức cam kết thấp nhất là 180.000 và thời gian cũng là 18 tháng. Chính vì thế mà nếu mà khách hàng mà mua số và sử dụng lâu dài thì coi như Vinaphone chỉ cung cấp số thôi và khách hàng chỉ trả cước chứ Vinaphone không bán số. Song đó, việc gắn người dùng với các gói cước, dịch vụ ưu tiên cũng là kỳ vọng để nhà mạng giữ chân thuê bao. Gói cước này là một sự kết hợp giữa thoại, SMS, data và đặc biệt là các cái nội dung như là các cái gói data dành cho Facebook, data dành cho YouTube và khách hàng có thể là trải nghiệm được các cái dịch vụ giá trị gia tăng ở trên cái gói cước đặc biệt dành cho đầu 089. Việc triển khai cái đầu số 0868 của Viettel thì chúng tôi cũng sẽ tập trung phát triển vào những cái thuê bao khách hàng mà có nhu cầu sử dụng thực và chúng tôi sẽ tập trung nhiều vào các cái thuê bao có cái nhu cầu sử dụng data. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, sắp tới, ngoài việc thực thi chặt chẽ các thông tư quản lý đối với hoạt động của thuê bao trả trước tại các nhà mạng, còn công khai tên các nhà mạng có nhiều SIM rác, tin nhắn rác trên website của Bộ và cơ quan truyền thông.